Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog của mình nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm, cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng năm nhé. Thì trước mắt anh em là con Exciter 150. Xe sản xuất 2015 nha mọi người. Tình trạng xe còn khá đẹp và liền lạc ạ. Xe là nguyên zin, chưa xương lại món nào nha mọi người. Máy móc là cực kỳ mà. Đầu nồi xe này là bao cho anh em luôn nha, bao mạnh luôn nha, chưa gớt nha. Mình sẽ quay kỹ áo cho anh em xem ạ. Cái đèn như mới nha mọi người. Bộ mình xe đây. Áo và tem là nguyên zin liền lạc nha mọi người, không có bị chạy xước cho nhiều đâu nha. Dàn chân của xe nè, dàn chân là nguyên zin ạ. Lốc là khá đẹp nha anh em, gian máy là trắng nõn luôn. Xe này đậu nhiều hơn chạy nhé. Cobo là còn chống cháy ghi luôn ạ, chưa sơn lại á. Ốc cốt là còn màu sắc cạnh á. Gấp nha mọi người. Sẽ quay kỹ bên trong luôn nha. Ốc chia máy đây ạ. Các chân là đẹp nguyên zin nha nè. Phục trước cũng là nguyên zin ạ. Ốc tán là rất khá xe nha mọi người. Dầu thắng rất đẹp ạ. Bánh mâm cũng là xin nha anh em. Ốc đế đây ạ. Mâm là rất đẹp ạ. Anh em nào mua ngay xe này không cần lăn tăn nha. Giá cả mình đang trên kênh thì cũng còn fix cho anh em săn nhớt cho anh em ở xa nha mọi người. Anh em ở xa qua thì mình còn bớt nè. Tổng quan xe nhìn rất là hầm hố ạ. Cái màu này không có bị lỗi thời đâu nha anh em. Màu rất đẹp nha, màu rất là bền màu, mẫu xe cũng rất là bền dáng. Góc máy đây cũng là nguyên zin ạ. Xe này hơi bụi nha mọi người, mình mới rũ sơ sơ cho anh em để quay cho anh em thôi nha. Xe rửa kỹ là còn sạch lắm ạ, còn bụi ạ. Các chân bên đây cũng đẹp luôn ạ.
hôm sau cũng có thả nén nhé, cũng có thả bén nhé, thả nén à, hôm sau cũng là nguyên zin chưa sơn lại. Một xe nha nè. Theo dòng sao ạ. Còn vàng ống luôn ạ. Đuôi gấp là đẹp nha mọi người. Cốt đẹp. Nổ máy cho anh em nghe nha. Này rồi 20.000 ạ. Máy là cực kỳ ấm nha. Gan đồ là một chấn nổi nha mọi người. Để anh em xem gan đầu đây. Nhìn gan đầu thì biết chắc xe thế nào đây nè. Đây cái tải nhiệt của xe đây, còn màu luôn à. Cái da yên xe này là còn xanh chành nha anh em. Tay con là thẳng gan nha anh em. Tay thẳng cũng vậy, thẳng gan. Bao tay là zin ạ. Mình nút công tắc còn rất đẹp nhé. Em lưu ý cảnh báo là còn đủ đó. Yên cho anh em xem bên trong nha. Bình xăng là như mới nha anh em, rất đẹp nha. Bốn lưỡng luôn ạ. Nắp xăng là còn trắng nõn ạ. Da yên này còn zin luôn nha mọi người, yên này chưa thay nha. Yeah. Không có vết bóng cũ nữa.
Dây là còn màu rất đẹp ạ, còn xanh chanh luôn ạ. Mình quay sơ bộ cho anh em biết tình trạng xe thôi nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình vào hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào có thể nhận mình nha mọi người. Cảm ơn anh em ạ.